Chào các bạn đang xem video mới nhất của mình. Thì hôm nay mình giới thiệu ổ cứng SSD Epilin 120GB 2.5 inch chuẩn SATA 3 6GB. Bây giờ mình khui hộp cho các bạn xem. Thì mặt trên nó có logo Epilin, trang web là epilin.com. Đây, sản xuất Đài Loan. Thì ổ cứng này á, tốc độ đọc tối đa là 550 m trên giây, còn tốc độ ghi á là 350 m trên giây. Thì ổ cứng này chuyển SATA 3 này mình có thể gắn được cho laptop, máy tính bàn đều ok hết. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn thấy hay thì bấm đăng ký để theo dõi những video tiếp theo của mình. Chào các bạn đang xem video mới nhất của mình. Thì hôm nay mình giới thiệu ổ cứng SSD Epilin 120GB 2.5 inch chuẩn SATA 3 6GB. Bây giờ mình khui hộp cho các bạn xem. Thì mặt trên nó có logo Epilin, trang web là epilin.com. Đây, sản xuất Đài Loan. Thì ổ cứng này á, tốc độ đọc tối đa là 550 m trên giây, còn tốc độ ghi á là 350 m trên giây. Thì ổ cứng này chuyển SATA 3 này mình có thể gắn được cho laptop, máy tính bàn đều ok hết. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn thấy hay thì bấm đăng ký để theo dõi những video tiếp theo của mình.